Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu quyển sách Look Inside Sport gồm khoảng 60 miếng lật giúp bé khám phá các môn thể thao. Quyển sách này in màu sắc rất là đẹp, bìa rất là dày. Sách Osborne là nổi tiếng rồi ha mọi người ha. Đây là nội dung của quyển sách, chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết nha. Đây là đường đua xe đạp. Bộ đồ được thiết kế dành riêng cho vận động viên xe đạp, với chiếc xe đạp cũng được thiết kế đặc biệt. Người dẫn chương trình nổ phát súng đầu tiên để bắt đầu cuộc đua. Các bé sẽ được biết khá nhiều môn thể thao như là chạy bộ, chạy đua 100m. Chạy 100m thì thậm chí là nhanh hơn một số động vật như là chó với thỏ, nhưng mà lại là rất chậm so với báo. Rồi chạy vượt chướng ngại vật. Đây là cái đường ray để những cái máy quay của các đài truyền hình có thể quay lại cuộc đua. Ném tạ. Đây là các môn thể thao với bóng và gậy. Đây là đồ bảo hộ dành cho các vận động viên. Vật liệu của để chế tạo nên những cái dụng cụ và những cái bành. Có rất nhiều camera đặt xung quanh sân vận động để quay lại trận đấu tennis. Còn đây là môn thể thao bơi lội, nhảy cầu. Môn bóng nước. Ngoài ra còn có múa ba lê với nước. Đây là môn thể thao trên băng và tuyết. Đường trượt. Trượt băng nghệ thuật. Còn đây là sân vận động. Nó có những cái khu đặc biệt dành cho khách VIP. Sân vận động có sức chứa cỡ 90.000 ghế.
có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm và có tới 2.600 toilet. Ngoài ra còn có nhiều môn thể thao khác. Một quyển sách rất thú vị, giới thiệu đến bé rất là nhiều từ vựng mới về các môn thể thao. Mình nghĩ đây là quyển sách rất là hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.